Nắng 12 giờ trưa, anh Giai vẫn xem xe. Cũng gọi là cái duyên. Cách đây hơn 2 năm về trước, anh em mình đã gặp nhau tại đền Bảo Hà, Lào Cai. Và khi đó, anh Giai có một con Kia K140 cơ. Và anh bán, anh ngừng kinh doanh, anh chạy hoa quả. Và bây giờ đến mùa thì anh lại làm lại. Nhìn ở góc độ này thì nhìn có vẻ như cái cabo này nó có một cái độ vênh. Tất cả đầu rằng là nguyên bản, không đâm va nhá. Tất cả đầu rằng nguyên bản không đâm va này. Cũng là kính zin, cũng như là cột zin. Ở đây dòng xe máy cơ cho nên là cái cánh cửa đóng nó không bao giờ được êm như là dòng xe máy điện cả. Phải đóng thật là mạnh. Và có một sự cố đã xảy ra khi chuẩn bị chốt rồi. Lổ máy là bác bảo bác chốt luôn. Nhưng mà lổ mãi không được. Cuộc đời bán xe có những con xe mà đến khi khách thích rồi lại đếch lổ được nữa. Đến khi lổ được thì vớ vẩn tí nữa bác khách lại không ưng nữa. Cái vì cảm xúc ban đầu là rất là quan trọng. Không được cái gì luôn. Trong thời gian chờ đợi đổi bình là anh em xem thêm một vài mẫu nữa. Tôi bảo anh đấy. Xe em bảo, em đã nói rồi xe em. Tôi về nửa đường mỗi em có biết kỳ chính, chính xác, những cái vấn đề mà liên quan đến bảo hành những, đó là vấn đề về hồ sơ giấy tờ bảo hành này, chọn đời này, sai đổi trả phạt nguội các thứ anh không cần phải lo này. Thứ hai, đã cam kết là máy zin. Sai đâu phát hiện ra trả xe. Còn đâu mà máy ra rồi em cũng bảo ra rồi. Lỗi đâu em tả luôn. Được chưa? Chứ không phải bảo hành cái gì cũng zin. Cho nên là đến bãi em không thể là bán bung được. Bán bung là bán ngoài bãi, còn bán ở trong bãi là có bảo hành. Biển là 19019. Zin hết mà anh. Đây nhá. Kính nhá. Kính zin này. Đấy. Hết này. Tí về bóc tem này. Không tỉa. Đây. Còn đã bảo nhìn đây. Đây là những cái xước sẹo lấy sơn ngoài chấm vào. Đúng không? Để chấm vào hết đi, làm sơn lại đâu. 6 vạn tua. Bạn nói luôn cho anh em luôn như thế cho nó dễ. Nhìn cho nó đẹp thôi. Gia đình này là lấy màu khác để đổi mạnh đây. Lần trước chơi con kia không được. Thế là sao? Từ trước đến giờ là cứ mua cái gì màu đấy là vẫn... Rồi, thế nào? Mặc cái áo màu đấy là mặc cái áo đẹp. Tại vì là thường người ta sẽ thích màu kia hơn. Không, em không thích màu kia hơn. Trong vòng một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ anh em đã chốt kiểu đi 1 thử 2 đây. Hàng cho xe máy. Bây giờ thẳng ra đây là về làm bài. Kể cũng sướng nhỉ? Ôi, biển đẹp phết nhỉ? Ai đồ TikTok à? Tí lên TikTok nha. Triệu view. Ok, cảm ơn em. Chúc anh em đi tốt đường bền, dặn dặn bình an. Cảm ơn. Chào. Đi trời nóng này xe cũ thì để ý nhiệt nhá. Nói trước. Mùa hè này là xe cũ không thể nói trước điều gì cho nên kể cả xe mới anh em phải xem để ý cái nhiệt độ trên tắp lô xem nó có hoạt động bất thường hay không là phải xử lý luôn để dừng luôn để kiểm tra. Một lần nữa cảm ơn anh em Lào Cai rất tuyệt vời, chúc anh em đi tốt cùng bền nhá.